Thưa quý vị, chiều nay tại tỉnh Quảng Trị đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác trao đổi tin bài 6 tháng đầu năm 2022 giữa các đài phát thanh truyền hình khu vực miền Trung Tây Nguyên, trong đó có đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng. Cùng tham gia có một số đài khu vực Tây Bắc và Tây Nam Bộ. 6 tháng qua, hoạt động trao đổi thông tin giữa các đài đã có nhiều kết quả tích cực, thu hút sự quan tâm của khán giả địa phương tại khu vực, trong nước và quốc tế. Số lượng tin bài trao đổi thời gian qua ngày một tăng và chất lượng với hơn 3.300 tin bài nội dung, đề tài phong phú trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, cách thể hiện tác phẩm hấp dẫn, phản ánh nhanh nhạy, kịp thời các sự kiện diễn ra trên địa bàn các tỉnh khu vực miền Trung Tây Nguyên. Bên cạnh đó, các đài phát thanh truyền hình khu vực Duyên Hải miền Trung Tây Nguyên cũng đã tích cực phối hợp hòa sóng các chương trình truyền hình trực tiếp đã góp phần đảm bảo nhiệm vụ tuyên truyền của các đài ở địa phương, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến với đông đảo khán giả trong khu vực nói riêng và cả nước nói chung. Thời gian đến, các đài phát thanh truyền hình khu vực Duyên Hải miền Trung Tây Nguyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa trao đổi tin bài, phối hợp thực hiện một số chương trình mới như Nhìn ra tỉnh bạn, Đặc sản sao Âu Cốc, tăng cường hòa sóng trực tiếp các sự kiện quan trọng diễn ra ở các địa phương, qua đó góp phần thông tin rộng rãi đến với khán giả tại địa phương, khu vực và trên cả nước.